nuôi cá. Giờ thì đang vừa lâm râm. Thank you.
chi kia. Cá đục với cá lê châu nha cả nhà. Chiên tư mình ăn nước chấm chua ngọt. Biết rồi, đã nói. Khá là ngon luôn đó. Đây đi. Bây giờ làm xong giả cào buổi tối rồi cả nhà. Bây giờ thì đang tắm nè cả nhà, biết tại sao bữa nay chú Ba không tắm không? Tại vì trời mưa nên nước mình phải tắm thôi, chứ bình thường nếu mà trời nắng thì chú Ba ít tắm lắm nha. Phải giả lòng tắm không cả nhà. Không có thấy đâu, lâu lâu rồi chú Ba mới tắm lặng à. Tại vì có dịp trời mưa, tại vì ước mình em lại không tắm nên trời mưa chú Ba tắm luôn chứ. Trời nó nói chơi á cả nhà ơi, nói thiệt á, không có nói chơi, chơi nha. Thấy không, giả nào cũng tắm hết trơn, nói chung ra là vậy. Cái này giác cũng ít tắm lắm. Ở tao, ngày nào không tắm hết. Mày lên mạng mày kêu xấu anh em ta. Em này ngày nào cũng tắm, chứ không tắm là em ngứa không chịu nổi á. Thôi à, đứng rồi là đứng quay. Chơi với em đang đợi chiên xong em mới tắm nha cả nhà. Phải không chú bà, thấy con bữa nào không tắm chứ đúng không? Thôi đi. Thấy con ngày ba giả, tắm đừng giả. Ôi, có đâu, giả nào không tắm chứ mà. Biết đó rồi, giờ đây nó biết đó rồi. Đó, giờ mấy anh em tắm nè, tắm bằng nước mặn thôi nha. Xong mình xả lại nước ngọt của 1k 2k vậy đó. Cơm tối cùng với mấy anh em cả nhà ơi. Cá chiên tư với mắm gừng. Ba bao nào? Đúng rồi. Đúng rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.